Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm tình trạng găm hàng tăng giá thiết bị phòng chữa cháy. Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây. Cùng với đó, các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Trong quá trình kiểm tra, cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức cá nhân, các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung và mặt hàng thuộc các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nói riêng.